Trẻ con tin vào ông già Noel vì viết thư gửi cho ông Noel trở thành một thông lệ, một truyền thống của riêng lũ trẻ. Thế nhưng mới đây, lá thư của một chàng trai 20 tuổi gửi ông già Noel lại cho thấy rằng chẳng riêng gì trẻ con mới cần được thực hiện những ước mong. Nội dung lá thư tạm dịch như thế này: kính gửi ông Noel, năm nay cháu 20 tuổi. Năm vừa qua cháu rất ngoan bởi vì cháu đang học đại học. Đây là những điều ước Giáng sinh của cháu: 1. Đồ ăn miễn phí. 2. Tiền mua sách. 3. Điểm cao. Điều ước mà cháu mong nhất đó là vượt qua kỳ thi cuối kỳ này. Chúc Giáng sinh an lành và kỳ nghỉ vui vẻ. Gửi từ một sinh viên đại học. Không đợi quà bánh hay quần áo, anh chàng này lại muốn qua kỳ thi cuối kỳ. Một mong muốn thực tế khiến nhiều người phải phì cười. Cười vì sự ngược đời của mong muốn này thì ít, mà cười vì tự hỏi chắc việc học hành của cậu chàng trai này đang đi vào ngõ cụt quá đây. Mà nghĩ lại thì nhiều bạn trẻ cũng chung suy nghĩ như vậy, và kỳ thi nào xem ra cũng là ác mộng đối với sinh viên. Khó khăn đến nỗi cần đến cả phép màu của ông Noel để giúp sức mới được. Dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình với lá thư này, nhiều bạn đã tỏ vẻ rất thích thú với bức thư. Chẳng biết ông già Noel có nghe thấy hay không, nhưng bức thư của cậu thanh niên này quả thật rất thực tế. Còn các bạn ước điều gì? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nha!